Thưa quý vị và các bạn, Nga đã quyết định đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava phóng từ tàu ngầm vào phiên chế, qua đó hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Yuri Solomonov, nhà thiết kế chính của tên lửa, cho biết quyết định này đã được công bố trong sắc lệnh ngày 7 tháng 5, ngày Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm. Quá trình phát triển tên lửa Bulava đã bắt đầu vào năm 1998 sau khi chương trình tên lửa phóng từ tàu ngầm R-39M Bắc bị hủy bỏ sau một loạt thử nghiệm thất bại. Liên Xô bắt đầu nghiên cứu tên lửa đạn đạo cho lớp tàu ngầm thế hệ thứ tư, lớp Ray, vào cuối những năm 1980. Ban đầu tên lửa Bắc được phát triển để sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân này. Tên lửa này được phát triển dựa trên tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng 3 giai đoạn R-39M vốn sử dụng để trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc đề án 941 Akula là lớp tàu ngầm lớn nhất thế giới hiện nay. Dự án này được thực hiện bởi doanh nghiệp nhà nước KB Machinostroyenia, tuy nhiên 3 lần phóng thử đầu tiên của tên lửa Bắc đều không thành công do trọng lượng của tên lửa cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật. Để sử dụng hiệu quả, toàn bộ dự án tàu ngầm Borei buộc phải thực hiện lại. Nhiệm vụ tạo ra tên lửa chiến lược mới được giao cho ông Solomonov, một huyền thoại thiết kế tên lửa của Nga và MITT, cơ quan phát triển tên lửa chiến lược hàng đầu của Nga, nổi tiếng với loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol, Topol-M và Ya. Việc tạo ra Bulava bắt đầu vào thời điểm ngành công nghiệp quốc phòng của Nga ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Sự tan rã của Liên Xô chưa đầy 10 năm trước đó khiến lĩnh vực quốc phòng mất nhiều khoản tài trợ. Những bộ óc khoa học lỗi lạc cũng như khả năng phối hợp với các viện nghiên cứu và nhà sản xuất quốc phòng ở các nước Cộng hòa hậu Xô Viết khác. Bulava ban đầu được phát triển theo định hướng trở thành mẫu tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn có thể triển khai từ các bệ phóng trên mặt đất cũng như tàu ngầm nhằm tiết kiệm chi phí nghiên cứu và vận hành định hướng này đã được chứng minh là không thể và các nhà thiết kế phải bắt tay vào việc tạo ra một tên lửa phóng từ tàu ngầm mới gần như từ đầu quá trình phát triển bulava gặp nhiều trở ngại do một loạt vấn đề ban đầu sau các cuộc thử nghiệm thành công với mô hình tên lửa bulava nhà phát triển quyết định tiến hành phóng thử nghiệm từ tàu dmitry doskoi thuộc dự án akula hiện đại hóa Cuộc thử nghiệm dưới nước năm 2005 diễn ra thành công, nhưng sau đó là một chuỗi thất bại trong suốt 3 năm do các vấn đề về phần mềm, lỗi sản xuất và các vấn đề khác dẫn đến việc tên lửa tự hủy, lệch hướng và hành trình bay không ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Ivanov đã thông báo tên lửa Bulava sẽ được đưa vào trang bị cuối năm 2007. Tuy nhiên, việc tiếp nhận Bulava đã bị hoãn lại. Nhà thiết kế tên lửa Solomonov cho rằng những thất bại này là do vật liệu kém chất lượng, thiếu thiết bị sản xuất, kiểm soát chất lượng kém hiệu quả, thiếu kinh phí và thiếu một loạt linh kiện không còn được sản xuất ở Nga. Việc tái tổ chức quốc phòng vào năm 2009 đã mang lại một sự thay đổi rõ rệt. Các cuộc thử nghiệm từ năm 2010 đến năm 2012 diễn ra thành công và tên lửa được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ tháng 1 năm 2013. Các vụ phóng thử tiếp tục được thực hiện trong thập kỷ tiếp theo và đến cuối năm 2022, khoảng 40 vụ phóng tên lửa Bulava đã được tiến hành để đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác của tên lửa. Tháng 11 năm 2023, Nga phóng thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm Sa Hoàng Alexander Đệ Tam. Cuộc thử nghiệm diễn ra thành công khi tên lửa chiến lược được phóng từ Bạch Hải ngoài khơi Tây Bắc nước Nga, đánh trúng mục tiêu tại bãi tập Kura ở Kamchatka, cách điểm phóng hàng nghìn km. Bulava nặng 36,8 tấn với tầm bắn ít nhất là 9.300 km, có thể mang theo từ 6 đến 10 đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập, có khả năng hạt nhân. Mỗi đầu đạn có sức nổ từ 100 đến 150.000 tấn. Ngoài ra, tên lửa có thể phóng tới 40 mồi nhử để làm choáng ngợp hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Các chuyên gia cho rằng, một trong những ưu thế chính của tên lửa Bulava là khả năng phóng khô tức là cho khi phóng, bệ tên lửa cất cánh không chứa đầy nước. Điều này giúp giảm khả năng tàu ngầm bị phát hiện bằng thiết bị thủy âm của đối phương. Ngoài ra, khả năng phóng khô cũng mang lại cho tàu ngầm lợi thế đáng kể về thời gian phóng so với tàu ngầm hạt nhân chiến lược của các cường quốc khác. Một ưu điểm quan trọng khác của Bulava là khả năng phóng từ dưới lớp băng ở Bắc Cực. Trong khi đó, các tàu ngầm dự án 667 được trang bị tên lửa đẩy chất lỏng R29 RMU2 Cineva, R29 RMU2.1 Liner, chỉ có khả năng bắn sau khi phá băng. Khả năng phóng dưới băng còn khiến việc phát hiện tàu ngầm từ vệ tinh trở nên khó khăn. Đối với giai đoạn phóng tên lửa của Bulava, theo chuyên gia quân sự Dmitry Litokin, nó phóng nhanh hơn nhiều so với tất cả các tên lửa tiền nhiệm. Tên lửa Bulava hoạt động theo cơ chế 3 giai đoạn phóng, hai giai đoạn đầu sử dụng nhiên liệu rắn, giai đoạn cuối cùng nhiên liệu lỏng để tăng tính cơ động trong quá trình tách đầu đạn. Tên lửa có thể phóng ở góc nghiêng cho phép tàu ngầm khai hỏa khi di chuyển. Phần cơ động của tên lửa Bulava trong giai đoạn 1 kéo dài chỉ 5 phút, điều này gây khó khăn cho việc sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa. Hơn nữa, tên lửa thực sự linh hoạt, có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa ở giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn thứ ba, khi các đầu đạn hạt nhân đi vào bầu khí quyển, chúng di chuyển với tốc độ siêu thanh, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa về nguyên tắc không thể nhìn thấy được. Chuyên gia quân sự Yuri Kanutov nhận định, theo truyền thống ở Liên Xô, tất cả các tên lửa dạng siêu thanh đều vận hành bằng nhiên liệu lỏng do năng lượng cung cấp tốt hơn và phạm vi bay cao hơn. Tuy nhiên, chính điều này làm phức tạp đáng kể việc phóng và cất giữ tên lửa và có nhiều khó khăn kỹ thuật trong vận hành. Do đó, việc chế tạo một tên lửa đẩy chất rắn là một bước đột phá thực sự. Tên lửa Bulava sẽ chủ yếu phóng từ ngoài biển trên các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei và Borea. Những tàu ngầm này ẩn nấp dưới lòng biển sâu tại các địa điểm tuần tra bí mật và phóng tên lửa từ dưới nước khiến việc tấn công phủ đầu và phá hủy chúng một cách bất ngờ là bất khả thi. Mỗi tàu ngầm có thể mang theo 16 tên lửa Bulava, hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương của Nga hiện gồm 7 tàu ngầm Borei và mỗi chiếc mang theo 16 tên lửa Bulava. Ông Ruri Kanutov cho rằng, việc trang bị tên lửa Bulava cho các tàu ngầm chiến lược của hạm đội Thái Bình Dương sẽ tăng cường đáng kể thành phần sức mạnh của bộ ba hạt nhân Liên bang Nga. Trước hết, việc sở hữu một tên lửa hạt nhân phóng từ dưới nước cho phép Nga có thể phóng tên lửa từ những nơi mà đối thủ không ngờ tới. Hơn nữa, trang bị tên lửa Bulava cho các hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương khiến việc theo dõi và đánh chặn chúng trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Bulava đại diện cho một thành phần cốt lõi của lực lượng hạt nhân chiến lược trong tương lai của Nga. Các tàu ngầm lớp và tên lửa Bulava sẽ đóng vai trò là xương sống của thành phần hải quân trong bộ ba hạt nhân của Nga, giúp đảm bảo sự cân bằng chiến lược với Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 21. Ngoài Bulava, Hải quân Nga còn vận hành tên lửa Sineva trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Delfin và Kanma. Nga đưa tên lửa Bulava vào biên chế trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và phương Tây đang gia tăng không giống như học thuyết hạt nhân của mỹ cho phép washington sử dụng khả năng dân đe hạt nhân để phủ đầu và cả khi chống lại các đối thủ không có vũ trang hạt nhân nga cam kết không sử dụng lực lượng hạt nhân của mình trừ khi phải đối mặt với một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc một hành động tấn công thông thường nhưng nghiêm trọng đến mức nó đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước nga Tuy nhiên, việc Nga có khả năng đáp trả những cuộc tấn công như vậy bằng một tên lửa không thể đánh chặn có thể buộc các quốc gia khác phải cân nhắc lại trước khi có những động thái đe dọa trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp quốc tế ngày hôm nay.